Hello mọi người, nhất là các nàng Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là video clip anh làm về tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Thì đây là một trong những cái tuổi rất là đặc biệt trong lục thập hoa giáp. Vì sao? Vì đứng đầu thiên can là chữ Giáp và đứng đầu vị chi là Tý, con Tý. Cho nên là phải nói rằng người mà mệnh lớn, đúng không? Mệnh cứng cỏi nhất có thể nói là người Giáp Tý. Nam mạng cũng như nữ mạng, nhưng mà nữ mạng thì có những cái hay ho hơn, đặc biệt hơn. Thì đầu tiên hết là xét về coi như là nội tại của tuổi của các em, là các em là mạng là hải trung kim, tức là vàng ở giữa dưới biển đó. Thì gặp năm là bình địa mộc là tương khắc, kim của mình là kim ở dưới biển, gặp bình địa mộc thì khắc thì nó là về khắc hành thôi, chứ còn chả có liên quan gì với nhau. Tuy nhiên là các em năm nay gặp sao Thái Bạch, một cái sao mà chủ hao tài đau ớn. Hạn đó thì thiên la, chủ yếu là rối rắm và bất an trong lòng. Vận niên thì rất là tốt, đó là hầu thực quả, khỉ ăn trái cây ha, có trái để ăn, có cái để ăn là được rồi, đó là tốt rồi. Thiên can ấy, giáp với mậu là giáp khắc mậu, thiên can thì khắc năm, cho nên là công việc cũng có chủ sự rắc rối, không có được thuận lợi lắm. Sẽ có tuy là chúng ta năm thì có gặp trục trặc thì chúng ta cũng có thể gọi là vượt qua được, nhưng mà thà không gặp trắc trở còn đỡ hơn gặp trắc trở thì nó cũng sẽ khó chịu cho chúng ta ha. Tý gặp Tuất là cũng không có gì về đặc âm ngũ về mặt tử vi, nhưng mà nạp âm ngũ hành là tương khắc, khắc xuất ha, cho nên là bất an rồi. Thì như các tuổi khác thì đã làm, thì đầu tiên hết thì chúng ta phải xét coi như là thiên tính và tổng quan của tuổi của các em như thế nào thì mới có thể nói là tốt hay xấu ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 này. Thì đầu tiên hết á, các bạn Giáp Tý thì vốn có sao thiên quý ở trong mệnh, là người có cốt cách thanh sang, đặc biệt rất là thông minh, lanh lợi, có tài xoay sở và sáng tạo. Là người do là đứng đầu thiên can, đứng đầu địa chi nên là nhiều khả năng tiến xa trên bước đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh trong nội tại của người Giáp Tý thì là có nhiều cái sao tốt, thì nó cũng có một vài cái tinh quân không được thuận tiện lắm, cho nên là cuộc sống thường hay rối rắm. Tuy đạt được nhiều thành tựu song không phải là thứ dễ dàng đạt được, phải vượt qua rất là nhiều chông gai chống phá, đó cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không? Thì các em cào trèo càng cao thì cũng càng khó khăn, nhưng mà người này vốn dĩ của người Giáp Tý dù nam hay nữ thì cũng là cái mạng muốn nắm quân nắm quyền, cho nên là không có thể nào mà không có gian nan. Nếu mà biết mà gọi là tự kiềm chế bớt cái tham vọng của mình á, đừng quá ỷ vào tài sắc để mà tranh danh đoạt lợi á, thì sóng gió cũng sẽ giảm bớt, gọi là an phận thì mình ngồi im, phố mình nó vẫn lên. Nhưng mà mấy người Giáp Tý này mà mệnh kim nữa thì khó thì ngồi im lắm ha. Các nàng có nhiều tài năng ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau, thậm chí là kinh doanh, nhưng mà vốn tốt nhất vẫn là làm cái gì phải có quân có lính thì mới thành công mỹ mãn. Làm các ngành như khoa học hoặc là nghề ổn định đó thì không nên ha. Đặc biệt đó là người Giáp Tý mệnh rất là lớn, cho nên là phải nói là lớn quá tâm là sẽ thường là ít con, quá lớn mạng lập gia đình với người mà nhỏ mạng hơn và như thế nào đó thì sẽ hay không có đường con cái tốt lành, thường rất là ít con. Và đặc biệt đó là như đã nói mà tuổi Tý này là cái gì cũng được, tại vì nhưng mà mọi người biết rồi, con chuột mà để ở dưới nước cũng sống được, để ở trên sa mạc thì cũng có chuột sa mạc, nó chuột biển. Nói chung là riêng tuổi Tý đã là một người dễ thích nghi rồi ha, và Giáp Tý thì là kinh khủng nhất trong các tuổi người tuổi Tý. Cho nên là đừng có trách sao mà
các cô cứ thích nắm đầu nắm quyền ha. À, tiền vận á thì cuộc sống tuy là may mắn nhưng mà cũng hay gặp bất trắc, chưa ổn định, công việc thì chưa định hình vững chắc và tiền của chức vị thì cũng linh đinh. Nhưng mà từ trung niên, tức là bắt đầu từ hết bắt đầu vào cái đại vận mà từ năm 30-35 tuổi trở lên thì rất là ok ha. Có nhiều cái cơ hội thăng tiến, sóng gió thì giảm bớt, nếu không quá tranh thắng tranh thua thì làm việc gì cũng nghĩ đến cái lợi người thì sự nghiệp sẽ vững vàng và có thể đạt đến đỉnh cao danh vọng, được người ngưỡng mộ. Các nàng của cái tuổi này thì phải nói là vậy, cần sống lành hơn và tích nhiều đức hơn. Tại vì Giáp Tý thì các bạn do là mệnh lớn, bạn cứ muốn bươn tới rồi đôi khi các bạn quên mất cái chữ đức ở trong cái tài năng của mình. Cuộc sống muốn thành công ngoài tài có đức, nếu không có đức thì chết. Người ta còn nói là có đức mặc sức mà ăn ha, có tài rồi thì có bao nhiêu nó cũng, nếu như không có đức thì đến lúc vận hèn ha, xuống mà vận tối xuống thì chúng ta sẽ mất hết thôi. Cho nên là hãy cố gắng sống tích chút đức. Đa phần các nàng á thì thành công trên đường đời nhưng gia đình tình cảm dễ gặp nhiều xung đột, cần phải tự thắng cái bản thân mình mà để hòa hoãn với chồng con mới có thể tạo được niềm vui hạnh phúc gia đình. Đặc biệt các nàng á đa phần đường con cái không thuận lợi, thường khó có nhiều con vì bổ mạng quá lớn. Dù sao tuổi Giáp Tý các nàng được sinh ra dưới nhiều sao tốt ha, vận tốt, thiên can tốt, địa chi tốt ha, cho nên là cuộc đời sẽ là người hưởng nhiều phúc lạc hơn người. Nếu biết tạo thêm phước đức, tích đủ đức ha, sống hiền một tí thì không lo gì về tiền tài ở từ hậu vận kế đi. Bắt đầu từ cái giai đoạn này trở lên thì các nàng ok lắm, phát triển lắm. Đó là thiên tính và một số cái vận hạn tổng hợp của cả đời đối với người tuổi tử Giáp Tý mà anh đã làm ở trong cái những cái video clip mà Giáp Tý trọn đời rồi ha. Nhưng mà xét thử qua năm nay sự nghiệp và công danh của các em nó như thế nào. Đầu tiên năm nay năm Mậu Tuất là 2018 này là các nàng gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, sao này là dễ bị hao tài nè, ốm đau, vợ chồng có chuyện bất hòa. Nhưng đặc biệt có một cái đó là cái sao Thái Bạch này nó thuộc hành kim, mà đối với người mệnh hải trung kim của các nàng là đồng hàng, cho nên là không mấy gây được tác hại lên cái người các bạn ha. Chỉ nên cẩn thận về sức khỏe nhiều hơn là tiền tài hao tốn. Sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà nhưng nó hành kim, các nàng cũng là hành kim cho nên là các nàng không có sợ sạch với nó, đúng không? Rồi thì năm nay là hạn gặp Thiên La, thì Thiên La là tinh thần rối rắm bất an vì nhiều chuyện rầy rà từ công việc làm ăn cho đến gia đạo. Đó là cái hạn Thiên La thì nó như vậy. Vận niên thì hầu thực quả, rất tốt cho công danh tài lộc, công việc thì dễ xuôi thuận, dễ tạo lợi tức. Nếu đang ở trong các ngành kinh doanh thương mại thì lợi nhuận có thể ngày càng thăng tiến mà không vất mấy vất vả toan tính, cái việc nó cứ đều đều để tiền. Còn trong quan lộc thì rất dễ hưởng quả ngọt được vung trồng từ trước đến nay. Như vậy là cái vận niên là vận niên rất là ok đúng không? Còn mặt về mặt tứ trụ thì năm 2018 Mậu Tuất thì thiên thắng nhưng mà địa là địa hao. Công việc làm ăn có nhiều thành công dù là cũng có gặp một vài khó khăn do địa hao gây ra. Công việc thì có thể là khởi đầu thì sẽ không suôn sẻ nhưng mà hậu thì sẽ rất là ok. Tuy nhiên gia đình và bản thân khó tránh khỏi một vài bất ổn, có thể là ốm đau hoặc là bị lường gạt mất hao tiền của do là địa hao ha. Địa hao thì nó thường là ảnh hưởng tới gia đạo nhiều. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải thì năm nay can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy, hỏa sẽ rất là vượng nhất là vào những tháng giữa năm. Đối với các nàng mà kim là hỏa nó khắc kim, không được thuận lợi nhưng cũng không thất bại vì cái mạng kim của các nàng là hải trung kim, tức là kim nằm ở dưới đáy biển, cho nên lửa có đốt đi nữa thì cũng không thể đốt được kim này, vì kim này qua lớp nước nữa cho nên là không có chuyện gì xảy ra.
cho các nàng ha. À, nếu các nàng đã không có tính chuyện lớn, mưu cầu quá cao thì vẫn đạt được kết quả. À, tuy rằng nó không như mong muốn của mình 100% ha. Đặc biệt năm nay không nên quá tranh đoạt quyền lợi, mọi việc cứ để tự nhiên sẽ thành công. Đặc biệt năm nay 2 tháng giữa năm là tháng Mậu Ngọ, đó là tháng Mậu Ngọ là tháng 5 âm lịch, và tháng Kỷ Mùi là tháng 6 âm lịch. À, là hỏa rất vượng, 2 tháng năm nay đã hỏa vượng rồi, 2 tháng đó là 2 tháng thiên thượng hỏa nữa. Cho nên là sẽ ảnh hưởng đến người mệnh kim rất nhiều, nên phòng hỏa, hung hỏa bất ngờ cho bản thân, có thể là tai nạn hoặc là bị thua kiện. Sao hạn á, thì tương đối yếu kém, nhưng được cái vận niên thuận lợi, công việc làm ăn nên tiếp tục ở cái môi trường quen thuộc. À, phát huy nó thôi, đừng có nhảy chỗ này nhảy chỗ kia, dù sao đi nữa thì các em cũng đang dính sao thế bạn ha. Dành có thể nói đây là năm khá ổn của các nàng dù mang sao thế bạn, vì sao vận niên thuận lợi nè ha. Mọi thứ cũng ok chứ không đến nỗi nào là quá xấu ha. Sao thế bạn, nó tác hại nhiều với những người tuổi khác chứ không phải là với người mệnh kim của các em. À, xét về mặt tử vi á, tiểu vận thì năm Mậu Tuất này á, là sinh địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe. À, đồng thời nó có khả năng ngăn chặn cái sao chủ xấu của chúng ta, hóa giải các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, đại vận 10 năm, tức là từ năm 33 tuổi cho tới năm 42 tuổi, khá tốt về công danh, gia đạo càng làm ha, phát triển ổn định. Tiểu vận á, thì năm nay nó đã là sinh địa nữa, cho nên là gặp cái cốt của đại hạn ra đại vận 10 năm thì càng làm lợi thêm cho tuổi của các em. Tuy nhiên là cung tiểu vận á, thì có ông thất sát của tòa chủ. À, có ông thất sát của tòa chủ thì đừng nên mưu cầu quá lớn, nên tham vọng quá cao, có thể là tài đi trước họa đi sau, cho nên là đừng nghĩ rằng mưu sự lớn quá thì sẽ hung họa nó sẽ đến. Có thể gặp thất bại, nhưng mà có thất sát tòa chủ này cũng may ha, là ông Tuần ông cũng án nữ, cho nên ông làm giảm bớt cái sự hung họa của cái ông thất sát đem lại, tránh được hao tốn về tiền bạc. Đồng thời đồng cung á, đồng cung của tử vi thì có quốc ấn, phượng cát, giải thần. Đây là các tinh quân giúp các nàng có nhiều khả năng củng cố quyền lực của mình trong năm nay. Nhưng đừng vì vậy mà toan tính hại người, làm lợi cho mình, sẽ sinh thêm thù oán, nhiều người ganh ghét, ảnh hưởng đến đường quan lộc và cái sự nghiệp phát triển về sau. Năm nay thì không ảnh hưởng đâu, nhưng mà nếu như gây thù chú oán trong năm nay thì về sau sẽ chắc chắn trả nợ. Mình gieo nhân nào thì mình gặt quả đó ha. Cho nên là thêm bạn bớt thù sẽ vẫn là điều tốt nhất. Hạn thì có tuế phá nè, ma cái, hóa kỵ. Cẩn thận trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, cẩn thận lời nói có thể dẫn đến tranh chấp, chuyện không thành có, trở ngại cho công việc làm ăn và tâm tư càng thêm vướng bận vào những tháng không thuận lợi. Rồi cung mệnh thì có thiên cẩu điếu khách, có thể bị lừa gạt trộm cắp ha. Thiên cẩu là chó trời á, cho nên là có người chơi chó với mình á ha. Chỉ nên các làm các việc trong tầm tay ha, đừng quá tham lộc ha, sẽ có bất trắc đi sau, hung họa khó lường. Nếu có dịp đi xa mà cầu danh lợi thì nên đi, không có việc gì hết dù sao thế bạn. Cung tài bạch á, dù là chúng ta gặp sao thế bạn, nhưng mà có mã ngộ với lộc đồng cung, thì mã ngộ lộc á, thì tiền tài có thể đến dồi dào nhưng không có ổn định. Đừng vì thắng lợi lớn mà quá tham vọng, rất dễ bị lừa gạt, có thể dẫn đến trắng tay. Vì sao chủ thái bạch cũng là một sao gây hao tốn tiền của, dù là nó gì đi gì nữa thì nó cũng là cái sao chủ về hao tốn tiền của, cho nên là đừng có vì mà quá tham vọng để mà dẫn đến đấy. Với thiên hư nhập hạn, đại hao lưu chiếu, khó tránh khỏi chuyện hao tốn nhiều hơn, cho nên là tích lũy năm nay á, tuy là có làm được, không có bị cái sao thái bạch ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó tích lũy nhiều thì không có, cầu mong là có được chút thôi ha.
dù gì nữa sau thái bạch cũng là cái sau chủ tốn hao tài của tiền của mà mình không tốn hao tiền ở trong nhà và ở mình đã có là mừng rồi ha. Nhìn chung á thì các mặt sự nghiệp nè, công danh cũng như tiền tài năm nay vẫn có phần thăng tiến thành tựu nhưng phải vượt qua nhiều chống phá trở ngại. Mưu sự càng cao thì càng nhiều gian khổ. Vì vậy với cái vận niên hầu thực quả thì có thể công việc làm ăn ở cái môi trường quen thuộc vẫn sinh lợi nhuận ha. Tuy không được to lớn sung mãn như các năm trước nhưng vẫn làm cho sự nghiệp và cuộc sống dễ dàng thoải mái. Có thể nói đây là năm trung bình khá của các nàng Giáp Tý 1984. À, như vậy là về sự nghiệp, về công danh thì của năm 2018 tuy hướng sao thái bạch nhưng mà các em cũng ok mà, không đến nỗi nào. Thì xem coi tình cảm và gia đạo của các em ở cái năm thao thái bạch này nó ra sao. Năm nay đường công danh, sự nghiệp có những cái bất trắc khó khăn nhất định. Tình cảm cũng trở nên vướng bận bởi nhiều cái toan tính, lo âu. Các nàng vốn có ấn tướng trong tay rồi, các nàng này mà làm vợ thì thường là muốn nắm quyền thôi, tự nắm chữ giáp mà không nắm quyền bằng cách này cũng nắm quyền bằng cách khác. Thường có lòng tự cao, ít khi nghe lời chồng, lại còn hay đặt cái ý kiến, có thậm chí là điều khiển người chồng, nên dễ tạo ra cái khoảng cách trong gia đạo ha. Rồi tình cảm sẽ bị sức mẻ. Cho dù các nàng là vốn là người rất là khéo, ăn nói khôn ngoan, nhưng lại dành cho người ngoài nhiều hơn là chồng con à, nên vợ chồng dễ sinh bất hòa. Năm nay á, với hạn là thiên la thì gia đạo dễ sinh rối rắm nên giảm bớt ha. Về nhà lo cho chồng, nói ngọt ngào với chồng đi, đừng có nói ngọt ngào với người ngoài để sinh bất hòa à. Với phá quân nè, phục binh ha, tướng quân hộ chiếu dễ sinh chuyện buồn lòng, phế bỏ công việc làm ăn nặng nề hơn, có thể là phải chịu sự chia ly và quản nhau. Đặc biệt không nên thân tình với người mới quen và cho họ mượn tiền hoặc là ký kết những cái hợp đồng mà gây không rõ ràng, sẽ bị lừa gạt và mang tai tiếng. Nếu có được người chồng vượt trội hơn các nàng nhiều mặt, nhất là tuổi Bính Thìn, gia đình sẽ được nhiều hạnh phúc hơn. Năm nay có tin vui về nhà cửa tốt đẹp hơn, cung Tử Tức có nhiều phúc tinh, có thể con cái năm nay sẽ đem đến niềm vui cho các nàng ha, mà cũng là sợi dây bền chắc cái mối tình vợ chồng, làm cho cái gia đạo của các bạn ổn định. Nếu muốn có thêm cháu bé thì năm nay cũng là một năm tốt. Đứa bé tuổi Tốt á thì có thể là hiền lành, hơi thì thụ động một tí xíu, nhưng đặc biệt là người có hiếu và sống trượng nghĩa, không phải lo lắng về cái việc mà con cái nó hư ha. Đối với các nàng mà độc thân á, năm nay rất là dễ bị mang tai tiếng do những ngày thiên la, nên cẩn trọng trong giao tiếp này, đừng quá tự nhiên dễ bị hiểu lầm, và đừng quá tin người dễ bị lợi dụng. Đây không phải là năm tốt về mặt tình cảm, trái lại rất là dễ bị rắc rối. Nếu không cẩn thận tìm hiểu có thể bị liên lụy ghen tuông, phải đưa nhau ra tòa. Năm nay đặc biệt rất dễ bị lừa tình và lừa tiền ha. Năm nay thằng nào đẹp trai tới mình ngon ngon rồi, coi chừng nó lừa ha. Ở nhà nó có người yêu rồi đó. Nếu đã có người yêu muốn tiến đến hôn nhân thì không có gì trở ngại. Các nàng Giáp Tý hợp với người có thể là người nào Giáp Tý ha, đồng tuổi Quý Hợi mà Thủy cũng được, Canh Thân ha, Thân Tý Thìn mà có thêm nữa là ông Thân, ông tuổi ông Mạnh Mập nữa. Không, Canh Thân cũng được, Canh Thân là bị thứ khắc, nhưng đặc biệt là ông Bính Thìn 43 tuổi à, đặc biệt khắc kỵ với là Tân Dậu nè, Mậu Ngọ, Ất Mão như vậy đó là tình cảm. Còn sức khỏe thì năm nay á, can chi đều bị khắc, dễ bị đau đầu nhức mỏi nhưng không có gì trầm trọng à. Tuy nhiên với hạn thiên la thì có thể tinh thần sẽ là một cái vấn đề chính ha, dễ sinh mất ngủ rồi những cái bệnh vặt về tinh thần, cần phải biết điều độ lấy cái bản thân mình à. Năm nay thì dù là bản vận mệnh của chúng ta là kim khắc mộc, cũng không có gì quá đáng ngại, lái xe cần cẩn thận, có một chút rắc rối về bệnh hoạn thôi ha. Đó là những cái mà gọi là tử vi của các
các nàng Giáp Tý 984 cho năm Mậu Tuất 2018. Thì anh có làm thêm cái phần hàng 6 tháng đầu năm để các em biết rằng tháng nào tốt và tháng nào nên cương và tháng nào nên nhu. À, đầu tiên hết á, là tháng Giêng của năm Mậu Tuất 2018, tức là ngày 16 tháng 2 năm 2018 dương lịch, bắt đầu đó là tháng Giêng. Tháng Giêng này gọi là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng Thủy. Thì như mệnh là Kim sinh Thủy, à, bản mệnh bị sinh xuất tháng cũng hoàn yếu, công tốt, sức khỏe cần phải để ý. Thiên can Giáp Mộc, à, Giáp hai chữ Giáp luôn, Giáp Dần với Giáp Tý hai chữ Giáp, à, thiên can đồng hàng, công việc cũng khá thuận lợi và may mắn, không có gì trắc trở. À, địa chi á, thì Dần Tý cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc gì nhau hết. Cho nên là phải nói là tháng Giêng là một tháng khá an nhàn và nhẹ nhàng đối với tuổi của các em. Tuy rằng các em có cái bản mệnh sinh xuất, nhưng mà nó sinh xuất thì cũng đồng thời là tương sinh ha. À, có thể nói là tốt ở tháng 1. Tháng 2 là tháng Ất Mão, cũng là một tháng Thủy. À, tháng Thủy này thì mệnh cũng như trên, mệnh thì bị sinh xuất, à, bổn mạng yếu, không tốt. À, thiên can Ất với đại Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có gì là quá khó khăn. Địa chi Mão với Tý Ngọ Mão, à, thuộc nhóm tự hình, à, mà tự hình so với lục xung và lục hại thì nhẹ hơn nhiều, nhưng cũng không tốt cho gia đạo, dễ sinh rắc rối gây gỗ. Như đã nói ha, chúng ta là kỵ bốn cái tuổi ở trên, ba tuổi trên là Ất Mão nè, Mậu Ngọ và cái gì Ất Mão Mậu Ngọ và Tân Dậu. À, thì đây là cái điều mà nói vừa ra tháng trong này, trong năm này có luôn cả tháng Ất Mão, có luôn tháng Mậu Ngọ và đặc biệt là có tháng Tân Dậu luôn, cho nên là cần cẩn thận ha. Thì tháng Ất Mão chính là một cái tháng như vậy. À, tự hình có thể đối chọi nhau ở trong gia đình, dễ sinh ra những cái việc không lành. Kim thì sinh Thủy, bổn mạng bị sinh xuất, các cái tinh quân bổn mạng bị sinh xuất thì các cái tinh quân tốt sẽ bị ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng như vậy thì địa chi đó dễ tạo ra những cái sự xáo trộn và khó khăn trong gia đạo. Thiên can thì công việc cũng không có gì, như vậy mà tháng 1, tháng 2 thì hai tháng này bị sinh xuất bản mệnh, cần để ý bản mệnh, có thể là bị bệnh nhưng mà không quá nặng nề ha. Rồi bước sang tháng 3, tháng Bính Thìn, tháng 3 này có thể là bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 dương lịch. À, tháng này thì mệnh là Thổ, Bính Thìn là Thổ, như vậy Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Mà bản mệnh được tương sinh thì các sao hàng, các tinh quân tốt của chúng ta sẽ được phát huy tác dụng rất là tốt. Thiên can Bính Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, có thể công việc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. À, địa chi Thân Tý Thìn là dấu hiệu của tam hợp. À, đây là dấu hiệu tam hợp thì nó sẽ tốt cho gia đạo, có nhiều cái sự may mắn, và tam hợp thì nó hóa giải được cả tam tai, chứ đừng nói gì nó tương xung rất là nhiều thứ. Có thể nói là tháng 3 là một tháng khá may mắn, nghe không? Tại sao? Thì mệnh thì được tương sinh, địa chi thì được tam hợp, à, thiên can không xung không khắc, như vậy là hy vọng tháng 3 là sẽ tháng đem đến nhiều cái sự thoải mái, thành công, tiền bạc cho các em, đúng như những gì mà tử vi của tháng 3 đã thể hiện. À, tiếp đến là tháng 4, tháng Đinh Tỵ, tháng này cũng là tháng Thổ, như vậy mệnh thì như trên, cũng được tương sinh, bổn mệnh tốt, sức khỏe tốt, tinh quân các cái sao trong mệnh chúng ta được tương sinh lên tốt. À, Đinh với Giáp thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Tỵ với Tý cũng vậy, tự chủ bình hòa không gì hết. Như vậy là tiếp tục với những cái tốt của tháng 3 có thể đem sang tháng 4 này, bản mệnh nó được quá lọt, quá tương sinh thì sẽ tốt. Giống như chúng ta đang lên như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ rớt xuống liền, và chúng ta phải từ từ từ, đúng không? Có thể là lên đến đỉnh rồi chúng ta sẽ cua qua chút xíu, người ta rớt xuống. Cho nên là tháng này là tháng ok, có thể nói là tháng 3, tháng 4 là hai tháng rất là tốt cho người tuổi Giáp Tý thử mạng của các em. À, nhưng bắt đầu tháng khó khăn, đây là tháng mà anh đã cảnh báo ở trong phần tử vi. À, tháng này là tháng 5, tiếp đến là tháng 5, tháng Mậu Ngọ, một tháng hỏa. À,
hỏa là khắc kim rồi ha, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng xấu cần cẩn trọng. Thiên can giáp khắc mẫu, chữ giáp của chúng ta khắc tháng, thiên can khắc tháng, công việc trở ngại pha bấp, rất dễ hao tàn. Ngọ với tí, tí ngọ, lục xung, lục xung là mô tả sự đối chọi chống đối nhau. Có ba cái để xét về cái tốt xấu của tháng thì rõ ràng là chúng ta bị mọi thứ nó đều xấu cả. Mà xấu ở sao? Mệnh là hỏa khắc kim, dù là chúng ta là hải trung kim, lửa ở trên nó không cháy tới nhưng mà nó cũng có độ nóng, vậy nấu nước thì nước nó cũng nóng, chúng ta cũng phải nóng đúng không? Cho nên là không tốt. Ngọ với tí lại lục xung, thiên can thì bị tương khắc, thì chắc chắn rằng tháng này sẽ là tháng có thể nói là xấu nhất trong những cái trong cả năm, chứ không phải là 6 tháng đầu năm. Cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận tháng này, từ sức khỏe, tai nạn, công việc cho đến gia đình, mọi thứ phải cẩn thận, nếu không hối không kịp ha. Tiếp đến là tháng Kỷ Mùi, cũng là một tháng hỏa, tháng này cũng là tháng thiên thượng hỏa, nhưng trên là mệnh tương khắc hỏa khắc kim. Thiên can thì tốt một tí xíu, giáp nó hợp với kỷ, thuộc ngũ hợp, chủ về chữ tính, công việc có thể là được tương hợp, mọi thứ ok. Tuy nhiên Mùi với tí lại là nhóm tương hại, hai cái tuổi này là thuộc nhóm tương hại. Tương hại được hiểu ở đây là sự cản trở nhau, cho nên là có thể là gia đạo cũng vẫn tập tiếp tục sanh trầy ra công việc. Mà hỏa khắc kim rồi thì bổn mạng bị tương khắc, một mình ngũ hợp, giáp hợp kỷ, chỉ bên chủ về công việc thì chưa đủ. Tháng này chúng ta vẫn cảm thấy rắc rối, dù là công việc là thuận lợi hơn một chút. Đó là những gì mà có thể nói là khá khó khăn. Thì hỏa nó khắc kim, hai cái tháng này hai tháng thiên thượng hỏa, hai tháng rất là lớn, gì là hỏa, năm nay hỏa lại vượng nữa ha. Cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận, hai cái tháng này liên tiếp có thể nó gặp mình. Trên đây á, là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm này đối với tuổi Giáp Tý của các anh. Có những cái thuận lợi và cũng có những cái khó khăn, đặc biệt là hai tháng ở giữa năm. Các em sẽ ứng dụng cái những cái thông tin này như thế nào để có cuộc sống tốt hơn là điều mà anh ba rất là mong muốn. Mong rằng là mọi người coi đây là một cái thông tin bổ ích để có thể giúp mọi người cương nhu trong những cái tháng đầu năm này, để có được những cái tiền tài danh vọng, có được những cái mà tuổi Giáp Tý mong muốn, đó là một chút quyền lực ha. Người Giáp Tý đặc biệt là say mê quyền lực, dù là ở nhà hay là ra công ty cũng làm sếp chứ không ít muốn làm công. Chúc mọi người thành công tốt đẹp trong cái năm mà có thể nói là khá là bấp bênh. Nếu mọi người xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Đặc biệt ai chưa đăng ký kênh anh ba tử vi, nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để tiếp tục đón chờ những video clip về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các bạn, người thân, gia đình và bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.